bà tỏ vì tỏ bà thay tiết là kêu nâng bà tỏ để tôn cho mùi nâng bà mê sót bà đại nhập bàn sẵn sàng vì vì tỏ ổng lý môn vì cả nó bọt này cả bà cao mê sót đầu dương bà cao khá là miền mê sót bà thay là vươn bà thay là vươn ấy bà dân hào vì dùng mà bà chúng bà tỏ tiết là kêu nâng bà tỏ vì mê sót bà đại để tôn nâng lạc khả nạ bỏ vì bà tỏ tiết bà bà đây chỉ chậm lực to nó cứ dựng sẵn sàng chỉ mùi năng static method và chân chân thlop vì bà cao thuê rồi hai vì cầm ra đặc sản bảo vệ trên đám và đại biểu ai pra cầm ra đặc sản đối chỉ public private được protected đô nhưng property và ai lớn dân mưa tập ở khnì thà ta ở vậy tới chỉ method và static method chứng nó không PHP có vi miền lạc cả nạ môi cái hạt tham para static method database chỉ para đồ chỉ mùi năng static property hay static method nó cứ giống là keyword static và bắt đầu nó cứ function keyword function hay năng nó không bắt đầu tiếp cứ cái hàm method definition và chứng là việc này cả bắt đầu viết thì mùi này keyword visibility hay năng keyword static function hay chung một method hay vòng một chỗ đôi môn method thông đã đấy còn ta dùng ra keyword static và hay static nhất cứ việc ra càng kho chung một chung một robot class hay tạo mặt thu cả lắm và rồi gọi những cái hào resolution bao nhiêu và nó không nếu thì họ những cái chung một class hay chọn column bị đó mà hay dùng đại static method toàn đấy và chứng nó không bắt to tiết cứ static method nó dư ai lưu tí ho mà bà hàng bà tầm bây ao dừng nghỉ sửa thêm tiết cứ lực rưu mình bắt class car mối đại miền method mối chung tha call mpg bà miền parameter cho nên phí nếch chì parameter dùng bàn sẵn sàng rồi thấy lực rưu return cho parameter tìm mối chạy cho parameter tìm phí bà tầm ơ dừng pra static chứng nó bê khu call hào method nó mà pra chứng lực rưu mình chăm bạch bắt object trên việc hà thế cứ là của ra cho một tháng cho mùi năng column thu column năng máu hay là crew call PG năng máu hay cụ bắt tầm lại mà rồi học bàn chân em rồi học xong bởi nè viên năng transform tỏi mẹ hai năng và mùi năng cứ chun tỏi parameter gallon và chân mẹ gallon cho parameter đó mà rồi học bởi hay năng và mùi năng chỉ action và chỉ action để bắt tới hãy biết cái này vì return mà mình và vì return mà vẫn cứ display nhớ cứ mà pay của bài nhé bạn nó cứ chỉ là biết này cái này nghe 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 và để anh sẽ tập học lại dữ và chứ dựng đăng hay static method cứ chỉ method đôi method đại dương prapra bình môn bậc cao tầm rộng đối kết thái với ai hào bậc đau mình chăm bậc bậc cao học trực trình bí khlạc nộp bà chúng dùng mơ method static method go property đại dùng pra how ca access vi tôi đó mà và nó có nói là crew mean lâu ủ tí ho sẽ mẹ bật chạy chung đó đi sao tầm ốc chẳng dùng mơ nó có nói là crew mean class mỗi chung một my class hay dùng mean content bà ô mean đọc ra content nói mơ tiết ấp ấp constant nói mơ tiết bà cái constant dưỡng hay chung một my con hay dùng miền static property mỗi chung một static var đồng lại việc được rồi ha sản phẩm mỗi lực cú bắt cao mê sọt thông mà đà mỗi chung một thang mạng mê sọt bà mình mang chỉ static mê sọt đấy chẳng lực rú hào và khó nè lực cú ai hào khó năng chung một bà cái nhé bà ai hào khó năng mà bà đôi bà chung một lá hay chọc bí mai khó hãy bắt đầu mất lực rú ai hào gà ta property và property ní cứ dân ai hào dùng một pra thêm tiết từ my class bà tóm chuyện gì đó thấy start property khá nhé và bà tóm mới liên nó cứ chọc đam access object nó là của hàng method này và method nó là bởi access và chân viên tìm mỗi viên là echo my con hay tìm bí viên là echo static property nhưng mà nếu như cứ lập viên này ca và sẽ bảo vệ nó không khác là phải dùng pra object xong tốt chứ chỉ static mới sót được có static property được có constant ở trên đàm này và bà bắt to tiết cứ dùng pra keyword mũi chung thang keyword cell cho mũi năng static
Dương nghe thật đô chỉ dân pra dis được cái này đấy chẳng được nó tí hố là cụ bàn lực dụ bị static meson mùi đợt đá và hãy nâng miên static meson cho nó bí và nghe và mùi display mùi calculate và chẳng nó bây là cụ chọn hào meson mùi chung một tháng static meson mùi chung một tháng khá âm pg chẳng cụ hào về máu bằng tế lực lượng hàm một brand được nâng lên display tại lực lượng và keyword sale nhé và chẳng những ai để sử dụng được ban đầu nghĩa hay những bot lại to việc thôi mà đấy nhé để chỉ là việc mùi hai bờ lực lượng hàm với nó càng cao cao với có lực lượng đã chung một class nâng mà nhé và hãy column á hãy lực lượng đã chung một display và nền display nhé chẳng những hàm to cái này và lực lượng viết hàm được hàm to cái này chẳng tìm mũi viên nâng hàm mới sọt display hay method display về mà execute hay viết năng hao method bắt đầu mà mình tìm được calculate thế nhé chứ giờ làm bài bắt đầu học chữ và từ alo act ra keyword cell và để keyword cell bao giờ nó chưa mua được cái call hay method nó đâu ý nghĩa là cái này nghĩa số rồi bà mình chạm bài dừng bắt method ấy nó bắt bà nó cứ vị trí sạc mũi cái hào ta bỏ static method bà chứ vì mình thùm rung trán đây là group hàng bà mũi tiết tao cho anh check mơ mê sọt ạc chung mong bạn dạng đuôi mà đạch bà vì miền bánh hai mũi đại vì anh flexible đối xa ở lúc đang hai tháng được nông ba PHP vì anh miền bạc cả parameter tế chứng vì đại chụp param chụp problem mũi đại dương thử bật chà rằng à bảo tí hóa đuôi cốt được nông đây là cụ bà nhé cụ miền khlạc hai mũi cụ miền property color nhé bà cụ miền khlạc mũi tiết bạc cả khlạc mũi tiết great chờ hay cũng miếng parameter print mũi hay nó không nghĩ là cụ đặt đô la khá đô la color giống với đô la khá nó đô la color mơ một lần trong PHP nó miếng bằng đời sao vì áp chế nên là thay chứ ở lúc đăng thay vì chưa chưa ở vậy còn đấy miếng chip string rồi có chị ấy rất là chịu cao ta bao nhiêu chắc ở lúc thật đang mơ cái lại khá đấy là cụ pra viết bằng tay đọc bê cụ dùng mà accent nó càng khá nóng này càng khá nóng này viết tư chìa là cụ pra chị ọc chị Vinh thôi nhé ba chứng đọc bê đây là cụ call hào với là nâng thẩm mình là rung bị chạc mùi và cái lại đấy là cụ bắt cắt object kha mùi má hay cụ bắt cắt object trend hay cụ hào color này cụ đặt kha nó bó mắt color blue rồi nhé và bắt đầu là cho red nhé object của bạn print print nó dân mới cái lại khá này là của vô object khá nó vô mà bra quên vô mà bo về ấy bạn biết bo mà tại sao vì mình mê son muối cho một color cái nhé hay bạn dùng bo string ta ấy và bo string ta ấy color hay color này video mà ấy property color này và nhé và chẳng cái lại những ai cũng miếng bánh hát dụng buồn thì sật này còn bạn chạp vào đó và chúng sống phải chặt lại nên cái này chỉ object chúng p của bot tức bot bot object ở bên đây trong property print nó biết cả parameter mỗi khá nó chỉ object và chúng lại nếu viên chặt vô color anh nhớ giờ have color vô mà prả đời sao vì object nó cao trên việc khá đi màu đấy và object nó cao trên việc khá đây bạn dùng prả property nó bạn nhớ và hai chấm pu color đấy mình chỉ property đấy nè chỉ parameter và bạn thấy parameter đấy anh ấy còn khác đấy chỉ parameter đấy tại vì chỉ object chứ không nghe được tại của mọi vô cho lắm nè và chấm bạn là cụ hào khác đi vô máu này nhé cụ hào object khác nó máu vì nó bot tới chỉ cái bệnh chỉ quyền bệnh rồi sang vì reference cái này và chấm xong bây giờ thằng học cái này đấy thằng cà prà cho mùi là property parameter object mà chứ ngàn cái này là cú sống bật chạy trong nạp và rõm đó thì sẽ tập học nếu mình gặp không bị chạy cái này nè và ok chẳng bắt to một tiết là cú sống bà hành bị biếp cả bà kéo thà với đại chìa là bắt to cư rồi bắt class đại kê áo chung một thà encapsulation và encapsulation nó cứ lại cả nạp bao viết bao dừng dạy như số cứ viết mình phép lẹp cầm bản mình là áo nhạc hàng cái nó mơ khơi nó data bóng viên tì cứ vị trí internal data cái nhé chứ protected be directly from outside no cái nhé vì áo đấy chẳng cứ vì bà hành tại bà kè hà thang browse mình áp tại lẹp cầm bản data để vì ai bà 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 tạc to khi vốn bóng viên tì và chẳng chẳng mơ nó không cứ dựng ảnh kè hà thang riêng trong data mô trình nguồn đã dựng bà 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 hay mùi tiết cứ object nó cứ viết vào list để gọi make chain miền này thay state bao nhiêu dương ở tại how with the crowd crowd chỉ mùi đơn liên bàn thế và hay mùi tiết cứ viết chữ internal property và nó cứ ở lục thật chạm đại dương crowd viết cứ chữ private và
hay nó không bắt to tiết là cô nó bảo hai vì vi thô dùng nhé bạn nó vót vì cả pra xe lần ta vì mình là cả private vì vi thô muốn gọi lúc bạn thơ nhé đây là cụ bậc anh nó vót vi thô muốn để tôi chụp muốn là class khá hay nó không nắng viên miền muối property chuẩn nó buồn nhé để bấy chìa public hay nắng muối speed chả mấy cứ chia private ba nhưng ngay là cái này encapsulation miền này thằng hàng cái ai access speed năng bán này cái này trong access speed năng bán cứ dùng ai access tạm giả mấy sort rồi đó là tham số gì ba nó cứ chia cái là cái này cái hào encapsulation miền data nó miền phía là tổng bàn và ở tàu dùng đăng tế chẳng hàng cái nó có mở đăng thằng hàng khăn ông nó về dạng máy tế tại có ai access ai cái bán tạm giả mấy sort rồi property để ở độ bậc cao xem xem cái này còn đấy và chúng xong thì sẽ tập ở chập làm cái này nâng thấy và to tiết là cũng nó phải hàng biểu tiêu hóa nó làm bây giờ dùng ăn đồ thấy ở chưa bị liên cái cả pra class cell mới so encapsulation nâng bạn còn chán hay bổ sung chỉ miễn bằng ha thì sẽ tập ở ai đồng nhận tập nóng xuôi là cũ và được dùng ăn telegram có bán và nó cứ dùng nhập kéo thang và thay tiết là bây giờ thì sẽ có ăn chưa đấy và